Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Ngày nay mình tiếp tục tập con diều trắng, mấy con diều trắng ngựa tự do ấy các bạn. Thì lần đầu tiên thì mình xin chúc cho tất cả các bạn, những cái bạn mà yêu môn pha cờ ly, một năm mới sức khỏe dồi dào và làm ăn gặp nhiều may mắn các bạn nhé. Mấy con này thì mình đã nuôi được đến giờ này hơn một tháng rồi các bạn. Một tháng này những con này nông ná nó rất là nông ná nó quá là đầy đủ rồi, cho nên là nó bay cực kỳ khỏe luôn các bạn. Bay lượn rất là tốt rồi nha các bạn nhé. Đấy. Bạn nào bắt đầu vào Tết rồi, xe cộ bắt đầu nó chạy lại rồi các bạn. Xe cộ bắt đầu nó chạy lại rồi, bạn nào mà cần chim thì cứ liên hệ với mình nhá. Những con này thì mấy con lượn tốt tốt này rồi thì mình bán 1 triệu một con nha các bạn nhé. Bạn thấy không, con kia nó bay rất là tốt. Con này nó đạp răng cực kỳ mạnh luôn đấy các bạn. Những con này nó vồ như kiểu chim ưng ấy. Những con khác thì nó đạp răng rất là nhẹ nhàng. Những con này thì nó đạp răng cực kỳ mạnh mẽ. Đạp răng như kiểu dòng ưng các bạn. Nên nó ồn ào các bạn. Để nó chỉ cần nhìn thấy mình giơ găng lên nó đã về rồi. Cái này giống như kiểu đá nu được kìa. Đấy. Cứ lúc nào mà chuẩn bị tập thì mình sẽ thả tự do khoảng trước đấy khoảng 1 hoặc 2 tiếng để cho con chim nó bay lượn thoải mái đi các bạn. Sau đó là mình mới gọi nó về. Đấy, bắt đầu mình mới làm mồi gọi nó. Bắn miếng thịt ra rồi. Nuôi mấy con diều trắng này thì khoảng từ lúc bắt đầu phun lông cho đến tầm này thì phải tầm 1 tháng rưỡi các bạn. Bởi vì những con này mình nuôi nó cách đây 1 tháng nhưng mà lúc đấy nó nông là nó đã rất là nhiều đấy các bạn. Con này đúng cái dòng ưng luôn này. Mang đi săn đang được. Vào mùa 6 đi săn được rồi. Nó tùy con ấy các bạn, những con nó thấy mồi nó nao vù vù ấy. Nên đã nụ. Đây. Ở
Bọn này nó rất là háu mồi các bạn nhé. Bình thường thì tập thì thường thường mình sẽ cho ăn ít, nhưng mà bọn này ngày nào cũng cho ăn mắc. Ba con này lúc nào ăn khoảng tầm mỗi con trên 30 gram một ngày các bạn, mà nó vẫn rất là điên. Đấy. Đấy. Đấy, cái con vừa nãy nó chụp mồi các bạn, đấy nó nhìn thấy mồi nó nao liền. Mình thấy mấy con diều trắng mình nuôi thấy nó khỏe mạnh vậy. Mình thấy một số anh em nuôi con chim nó éo a éo ọt, bay lên chả nổi. Nuôi rất là dạng như kiểu cho nó ăn đầy đủ các bạn, cho ăn linh tinh, nay thịt nọ mai thịt kia các bạn. Nó không đủ canxi cũng như là nó không đủ canxi để con chim nó bay. Có thể cho ăn no nhưng mà cái thức ăn đấy nó không đủ dinh dưỡng các bạn. Ấy. Wait. Con kia con này mình bảo con này như vậy, con này giống đúng như kiểu dòng ưng luôn. Thấy mồi là nao và chụp liền. Nó không giống những cái con diều trắng đợt trước mình hay nuôi. Ấy. Nào găng rồi. Ngon hả? Huấn luyện tốt đấy nhỉ? Qua. Trời, nào quả nữa đừng nghỉ ra các bạn ơi. Ok, cái như này thì mình xin dừng đây nha các bạn nhé. Bạn nào mà cần thì cứ liên hệ mình nhá. Bắt đầu xe cộ nó bắt đầu nó nghỉ Tết xong rồi bắt đầu chạy lại đi các bạn nhá.
Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.